Tin mừng Chúa Nhật 25 thường niên năm A. Matthew chương 20 câu 1 đến câu 16a. Nước trời như chuyện chủ nhà mới vừa tảng sáng đi ra mướn người. Sau khi thỏa thuận xong xuôi, mỗi ngày sẽ lãnh mỗi người một quan. Họ vào làm việc đàng hoàng. Giờ 3, 6, 9, ông toàn kêu thêm. Đến giờ 11, ông bèn trở ra thấy họ còn nên bảo rằng: sao không làm việc gì chăng? Họ thưa: chẳng có ai hằng mướn tôi. Ông liền bảo họ đi thôi, vào vườn nho của chính tôi mà làm. Chiều về bảo quản lý rằng: anh đi gọi thợ công bằng trả công. Bắt đầu từ kẻ sau cùng tới người trước nhất trả công đàng hoàng. Người sau đến lãnh một quan, rồi người trước cũng một quan đồng đều. Họ vừa lãnh lấy vừa kêu: chúng tôi nặng nhọc nắng thiêu cả ngày. Thế mà ông kể ngang tay với người chỉ mới vào đây một giờ. Chủ rằng: sao bạn bất ngờ, bạn từng thỏa thuận từ giờ đầu sao? Phần mình cầm lấy đi nào, còn tôi cho kẻ mới vào tùy tôi. Kẻ sau lên trước đứng rồi, kẻ đầu sẽ phải xuống ngồi chót ngay. Lời Ngài mời gọi mỗi ngày, chu toàn bổn phận chớ hay nhìn người. So bì hơn kém tìm tòi, chính là dấu chỉ đua đòi cạnh tranh. Ngài mời hãy sống chân thành, một niềm tín thác hiền lành yêu thương. Hãy làm những việc tầm thường với đầy lòng mến phi thường đẹp cao. Tình yêu chú xuống giạt rào, cho người quảng đại dâng trao ân tình.